Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Way to Weird Movie. 12 Angry Men là phim chính kịch về phòng xử án hay thứ hai từ trước đến nay, chỉ đứng sau Kill a Mockingbird. Tuy được ca ngợi trên nhiều phương diện như nghệ thuật kể chuyện bằng camera hay nghệ thuật dàn cảnh của đạo diễn Sidney Lumet, nhưng bản chất của 12 Angry Men vẫn là một phim chính kịch xét xử. Vậy nên, phim không thể thành công nếu các lý lẽ hay lập luận trong phim không được biên kịch xử lý tốt. Nếu chỉ phân tích phim như các video phân tích danh sách của Schindler hay The Shape of Water, thì có lẽ sẽ không thể làm nổi bật được sự tài tình trong quá trình phản biện giữa các bồi thẩm viên trong phim. Vậy nên trong video ngày hôm nay, chúng mình sẽ chỉ tập trung vào phân tích các lỗi người biện xuất hiện trong phim và tác dụng của chúng đối với chuyện phim thôi nhé. Vì chúng mình sẽ tiết lộ khá nhiều tình tiết phim trong bài phân tích, nên nếu các bạn chưa xem phim thì hãy tắt video này đi và tự mình trải nghiệm phim rồi hãng quay lại với chúng mình. Còn nếu các bạn đã xem phim hoặc không quan tâm đến spoiler thì cùng bắt đầu thôi. Let's go! 12 Angry Men có phần nội dung chính khá đơn giản, với vụ truy tố của một thanh niên trẻ bị buộc tội sát hại cha mình. Vị thẩm phán yêu cầu bồi thẩm đoàn của tòa án quận New York gồm 12 thành viên họp trong một căn phòng kín đưa ra quyết định xem liệu cậu bé ấy không có tội hay có tội. Và quyết định cuối cùng cần phải được nhất trí bởi cả 12 người. Ban đầu, do các tình tiết phạm tội, nhân chứng và động cơ của vụ án đã khá hợp lý, nên 11 thành viên trong bồi thẩm đoàn nhanh chóng đưa ra quyết định có tội để bị cáo phải chịu tử hình bằng ghế điện. Tuy nhiên, bồi thẩm viên số 8 đã bỏ phiếu không có tội vì anh tin rằng họ cần thảo luận nhiều hơn trước khi đưa ra quyết định chỉ dựa vào sự nghi ngờ có tính hợp lý. Với những lập luận đầu tiên của mình, bồi thẩm viên số 8 thành công thuyết phục bồi thẩm viên số 9 bỏ phiếu không có tội để buộc cả 12 phải thảo luận kỹ hơn về vụ án này. Sau khi tranh luận thêm, bồi thẩm viên số 1, 2, 5, 6, 7, 11 và 12 cũng đều chuyển phiếu bầu của họ sang không có tội, khiến số phiếu có tội chỉ còn lại 3 phiếu. Sau sự thay đổi của bồi thẩm viên số 12, những cuộc tranh cãi này lửa giữa bồi thẩm viên số 3, 4 với các bồi thẩm viên còn lại, cũng như suy luận của bồi thẩm viên số 9. Dần dần, các bồi thẩm viên số 4, 10 và 12 đều lần lượt chuyển phiếu bầu của mình sang không có tội, để lại bồi thẩm viên số 3 là người duy nhất phản đối. Tuy nhiên, cuối cùng thì bồi thẩm viên số 3 cũng đổi phiếu bầu của mình trong nước mắt. Kết quả là bị cáo được tha bổng và các bồi thẩm viên rời khỏi tòa án. Như mình có nói ở trên, thì đối với một phim chính kịch xử án, thì các lý lẽ hay lập luận của phim cần được xử lý tốt. Xử lý tốt ở đây không có nghĩa là khi phim kết thúc, chúng ta biết được hung thủ là ai, hay cậu bé đó có thật sự phạm tội hay không, mà như trong 12 người đàn ông giận dữ đã làm được, là cho người xem thấy được sức mạnh của việc sử dụng tư duy phản biện để hiểu vấn đề một cách có logic hơn. Khi phim bắt đầu, con số ủng hộ có tội là 11 người, nhưng khi phim kết thúc, chúng ta có 12 trên 12 phiếu bầu không có tội. Không có hung thủ cụ thể hay kể lại vụ án bằng phương pháp tái hiện, chỉ có phán quyết cuối cùng, nhưng tất cả đều hợp lý. Thông thường khi xem phim phá án hoặc phim trinh thám, quá trình lập luận sẽ đi từ thu thập bằng chứng, xác định nghi phạm, điều tra nghi phạm, từ đó tìm ra thủ phạm và kết luận. Nhưng ngay từ những giây phút đầu tiên, 12 Angry Men đã cho người xem một thủ phạm, một bồi thẩm đoàn với các lỗi ngụy biện, sau đó đặt ra một nhân vật để phản biện lại các lỗi đó, khiến các bồi thẩm viên phải đi vào phân tích, từ đó đi đến sự thật. Quá trình này của phim đi ngược lại với quá trình phá án thông thường, nhưng không hề phản tác dụng, mà thậm chí là còn giúp tính logic trong lập luận không có tội được phát huy một cách tối đa, hoàn toàn thuyết phục người xem. Trước hết, hãy cùng mình tìm hiểu lỗi ngụy biện là gì. Lỗi này về cơ bản là lập luận sai về mặt logic. Diễn giải ra thì là vi phạm các quy tắc logic trong suy luận. Mục đích là để giành phần lợi trong tranh luận, trong đối thoại. Từ đó có thể biến sai thành đúng, biến đúng thành sai. Có rất nhiều các loại lỗi ngụy biện thường được sử dụng. Và không phải tất cả đều xuất hiện trong 12 Angry Men. Nhưng những lỗi xuất hiện trong phim để đóng một vai trò nhất định trong việc thể hiện tính cách nhân vật và thúc đẩy mạch phim phát triển. Rõ ràng nhất, chúng ta có lỗi được nhiều người tin thì đúng. Lỗi này xảy ra khi người mắc lỗi cố gắng tìm sự ủng hộ từ đám đông. Lấy các ví dụ cho thấy rằng những điều nhiều người tin thì chắc hẳn là đúng. Trong phim, khi một trong số các bồi thẩm viên nói rằng 11 người đã đồng ý rồi và chỉ có ông, tức là bồi thẩm viên số 8, phải suy nghĩ lại. Chỉ vì mọi người đều nghĩ là cậu bé có tội nên điều đó nghiễm nhiên đúng. Và giờ việc bồi thẩm viên số 8 muốn bàn bạc lại thì bị coi là kỳ lạ. Từ đó cho thấy rằng tâm lý đám đông có thể ảnh hưởng tiêu cực đến quyết định của một người như thế nào. Nó khiến khán giả phải đặt câu hỏi rằng liệu có bao nhiêu người trong số các bồi thẩm viên đã thật sự cân nhắc rồi mới bỏ phiếu, chứ không phải chỉ giơ tay vì thấy những người khác cũng giơ tay. Thứ hai, ta có lỗi ngụy biện khái quát hóa vội vã, là khi người mắc lỗi đưa ra kết luận khái quát hóa về tất cả hoặc đa số hiện tượng chỉ căn cứ trên cơ sở là một hoặc một vài hiện tượng đơn lẻ. Khi bồi thẩm viên số 4 cho rằng cậu bé phải phạm tội giết người vì cậu đến từ khu ổ chuột, tất cả những người đến từ khu ổ chuột đều là tội phạm, vậy nên cậu bé này, một đứa trẻ sinh ra từ khu ổ chuột, chắc hẳn sẽ làm hại cha của mình do bản chất từ gốc gác của cậu. Đây là một sự khái quát hóa vội vàng, bởi vì một người không thể nói rằng vì hầu hết dân số có một đặc điểm nhất định nên một người cụ thể trong dân số đó cũng có đặc điểm đó.
Người nói ra những lời này lại là buổi thẩm viên số 4, một nhà môi giới chứng khoán có đầu óc phân tích, tận tâm và khó tính, người chỉ quan tâm đến sự thật chứ không phải ý kiến của người khác. Kết luận vội vã này tạo sự tương phản với tính cách vốn có mà phim xây dựng cho nhân vật. Lỗi thứ ba thấy được là lỗi nguy biện nguyên nhân giả. Vốn dĩ là trường hợp xác định sai nguyên nhân, nhưng trong 12 Angry Men nó được biến tấu đi một chút. Được biết, bố của bị cáo đã từng đánh bị cáo, vậy nên một số bồi thẩm viên nói rằng bị cáo phải giết cha mình. Tuy nhiên, điều này không chứng minh được rằng bị cáo trên thực tế đã hại cha mình. Nó cho thấy rằng nó có thể đã xảy ra, nhưng không có mối liên hệ chắc chắn nào với các sự kiện. Lỗi tiếp theo là lỗi nguy biện bạo lực. Được biết là thay vì dùng lý lẽ, logic, thì người mắc lỗi lại dùng lời ám chỉ, đe dọa để bắt ép đối phương phải đồng ý với ý kiến của mình. Lỗi này tuy không được đưa lên phim, nhưng lại được thể hiện rất rõ trong kịch bản quay phim gốc, qua câu thoại của bồi thẩm viên số 3 khi ông nói ẩn ý rằng nếu họ thả cậu bé đó đi, thì tức là họ đang thả cho một kẻ giết người đi lông nhông trên phố. Ông thậm chí còn nói một cách châm biếm rằng sao họ không đưa dao cho cậu bé đó để tiện cho cậu ta phạm tội hơn. Vì khi quá trình quay phim diễn ra, các diễn viên được phép ứng biến để cảnh phim mượt mà hơn, vậy nên câu thoại gốc đã không được sử dụng. Tuy nhiên, nếu theo đúng kịch bản gốc, nó sẽ giúp người xem thấy được rõ hơn tính cách nóng nảy, khó chịu của vị bồi thẩm viên số 3 này. Một lỗi khác cũng được xuất hiện khá nhiều trong các lời thoại của bồi thẩm viên số 10 là lỗi nguy biện cá trích đỏ. Lỗi này về cơ bản là người mắc lỗi đưa ra những phát ngôn không liên quan đến chủ đề, đánh lạc hướng hay làm gián đoạn cuộc tranh luận. Việc lỗi này xuất hiện nhiều trong các lời nói của bồi thẩm viên số 10 cho người xem thấy rõ hơn bản chất nông cạn và chỉ quan tâm đến bản thân của ông. Kể ra mà các bồi thẩm viên mà mặc áo của đại gia Coolmate về chủ đề Marvel với dòng sản phẩm áo thun và vớ được thiết kế với rất nhiều hình ảnh, mẫu mã thú vị thì đã thuyết phục được bồi thẩm viên số 8 luôn mà không mắc nhiều lỗi nguy biện như thế này nữa rồi. Chất lượng của Coolmate thì khỏi bàn, thoáng mát, lại còn bền nữa. Mọi người đừng để bị như các bồi thẩm viên mà hãy nhanh tay click vào link mua hàng ở trên màn hình hoặc dưới phần mô tả để ủng hộ chúng tôi nhé. Các lỗi chúng mình vừa liệt kê ra đều đến từ các bồi thẩm viên bỏ phiếu có tội. Vậy có nghĩa là họ đã sai và cậu bé đó không có tội? Có khả năng. Nhưng điểm đặc biệt ở đây là bồi thẩm viên số 8, người bỏ phiếu không có tội duy nhất từ đầu đến cuối, thực chất cũng đã sử dụng rất nhiều lỗi nguy biện. Khi được hỏi về lý do tại sao ông cho rằng cậu bé không có tội, ông chỉ trả lời rằng ông cảm thấy nó không được đúng cho lắm, và vì mọi người đều chắc chắn về vụ án nên ông cảm thấy nó kỳ lạ. Sau đó, ông lôi chuyện cậu bé đó từng trải qua những khó khăn gì để thuyết phục các bồi thẩm viên khác. Cả hai yếu tố này đều là lỗi nguy biện lợi dụng cảm xúc. Ông chỉ trích bản thân người cha cũng không tốt đẹp gì để làm lập luận cho mình, đây thuộc vào lỗi nguy biện tấn công cá nhân. Ông hỏi rằng làm sao có thể tin được lời của một người phụ nữ, cô ta là một trong số chúng. Chúng ở đây là nói đến những người Mỹ gốc Latin. Đây là lỗi nguy biện khái quát hóa vội vã. Vậy người bỏ phiếu không có tội cũng là sai ư? Ai mới là người đúng? Cậu bé đó có tội hay không có tội? Thực chất, mục đích từ đầu đến cuối của phim không hẳn là để tìm ra hung thủ. Mục đích của phim cũng chính là điều mà bồi thẩm viên số 8 làm từ đầu đến cuối, cố gắng hết sức để chứng minh rằng các bồi thẩm viên khác đang mắc phải các lỗi nguy biện. Thay vì thực sự kết nối các bằng chứng để đi đến một kết luận chắc chắn, việc tìm hiểu về những lỗi nguy biện và sau đó nhìn thấy chúng trong một tình huống thực tế có thể xảy ra mới thực sự là điều khiến quá trình phản biện trong phim trở nên bất hủ. Người xem từ đó có thể hiểu tại sao lý luận phản biện lại thực sự quan trọng, bởi vì một số hành động có thể dẫn đến rất nhiều kết quả khác nhau. Để tạo ra kết quả tốt nhất, bạn phải thực sự phân tích xem bạn đang làm gì, tại sao và như thế nào. Đó cũng chính là ý nghĩa lớn nhất trong việc sử dụng các lỗi nguy biện một cách dày đặc và đa dạng như vậy trong phim. Như vậy, chúng mình đã cùng tìm hiểu về những lỗi nguy biện được dùng trong bộ phim 12 Angry Men. Từ đó mới thấy được rằng, không phải cứ là lỗi thì sẽ là sai hay vô dụng, mà cũng có thể được dùng để xây dựng lên một điều gì đó lớn lao hơn. Và không phải lúc nào cũng cần phải phân biệt rõ đúng và sai, mà quan trọng là hiểu được mọi thứ theo một trình tự logic. Nhưng quan trọng nhất thì vẫn đừng mắc lỗi nguy biện khi tranh cãi nhé. 12 Angry Men cũng là phim ở vị trí top 5 IMDb. Tiện nhắc đến thì chúng mình đã có phân tích phim top 2 và top 6 mà chúng mình sẽ để link trên màn hình, các bạn có thể bấm vào xem. Bây giờ thì Way to Win out.